Trời ơi ghê không? Em bảo quân ơi. Và chia sẻ like giùm em đi mấy tình yêu ơi. Hôm nay là em sẽ dồn mấy đơn hôm trước. Ơ đâu hôm tối hôm qua hôm bữa trước mấy chị Nga rồi đi đâu lặn luôn là em sẽ nghỉ tất tay nha mấy chị Nga rồi. Khi nào em lại lại em sẽ thông báo cho mấy chị hôm qua mấy chị chưa chốt đủ đơn hôm nay mua thêm giúp em mấy đủ đơn mấy chị Nga. Hôm nay là còn cái gì ít hết em sẽ tặng hết luôn. Rồi em sẽ lo lại cái mẫu đồ luôn hôm qua mà chị nào mà chưa có xem được vô trễ chưa có xem được á mấy chị. Nên là em sẽ like luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi bảo chia sẻ giùm em mấy chị ơi chia sẻ nha. Đó coi như là lì xì mấy chị tết tay nha. Rồi khi nào em like lại em sẽ báo tiền bây giờ hiện tại hết hàng á. Còn em có ôm luôn được cái gì nữa thì em sẽ thông báo cho mấy chị nha. Và chia sẻ là em sẽ dồn như vậy cho mấy chị đỡ tốn tiền ship luôn nha mấy chị ha. Rồi chị nào mình có đi chơi đi du lịch gì mấy chị, mình không có ý là mình xin mình tới mình đi chơi nhiều ngày đi. Mình cảm giác là mình kiểu như là mình không có thể nào hoặc là không có thể nào nhận hàng là không có nhiều ngày nhận hàng. Thì mình chuyển khoản giúp em, cọc giúp em thôi mấy chị ha. Rồi khi nào mình đi chơi lỡ gì mình báo đem giao nha. Rồi chị nào mà mình đổi địa chỉ mới mình cũng báo giúp em nha mấy tình yêu nha. Tại vì mấy chị biết sao không, đơn tới đi hơi chậm hơi trễ thì tết đơn nhiều mấy chị cũng thông cảm giùm em nha, đừng có buồn em nha. Tại vì em cũng muốn cố gắng là giao nhanh hết mức có thể chứ không phải là muốn chần chừ gì đâu mấy chị. Ai hàng tết cũng muốn đi sớm, em mua hàng cũng vậy. Em cũng muốn là mình sẽ nhận được hàng sớm hơn luôn á mấy chị ơi, nên thông cảm giùm em nha. Hàng tết mấy chị đừng buồn, trời ơi mua chuyển khoản cho chị kia đó chứ. Công chuyện em nhiều quá em không nhớ chuyển khoản cho chị kia quên chứ. Đơn có vấn đề gì mấy chị cứ nhắn giúp em hoặc là gọi số giùm em mấy chị nha. Quên chuyển khoản đi cho chị kia chứ. Rồi mấy tình yêu thấy em chấm bài chia sẻ bài giùm em nha mấy tình yêu nha, để săn hàng giùm em luôn tình yêu ơi. Em ở Bà Rịa Vũng Tàu nha, em ở Phước Hải tình yêu ơi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Phước Hải nha. Rồi mấy tình yêu chia sẻ like giùm em nha. Áo rin bộ 20kg không có tình yêu, để coi có ôm lô được cái shop nào em về em like nha mấy chị nha. Coi để em coi còn áo rin cỡ ấy không, chứ áo rin mà 20kg là em hết luôn á tình yêu ơi. Áo rin 14kg em hết tình yêu. Đơn chị ngô tiền chưa có đi tình yêu ơi, chị ngô tiền chốt thêm đi chị. Em dồn đơn cho tình yêu ơi, rồi hôm nay còn cái gì tặng cái đó sale hết cho mấy tình yêu nha. Chia sẻ mạnh tay giùm em đi mấy chị. Còn mấy cha hôm nay em xả luôn tình yêu ơi, coi còn gì trên kệ là hôm nay xả hết rồi nha mấy chị nha. Nhớ giùm em là có logo chia sẻ. Đây xếp đi mấy cha em lục ra mà em chưa có thời gian em sale luôn rồi mấy chị ơi, chưa có thời gian để sale luôn. Áo riêng rồi em còn 10-12kg thôi. Nên là chị nào cố gắng mà nếu mình cảm thấy mình lấy được có mấy chị, mình cố gắng mà lấy được thì mình ủng hộ em sale. Áo riêng có 69.000 thôi, thu giá em nhập vô nữa. Dạ chị luôn, chị ngốt tiền em chưa có đi luôn nhưng còn ở đây thì sao nè. Chị ngốt tiền có mua thu thêm giùm em nha. Rồi mấy chị thấy em chia sẻ cho em một nút đi đầu là em tặng mấy chị má này từ từ. Cái này nè mấy chị là em còn size 10-12kg thôi. Chị nào nếu mấy chị mà bé mấy chị ngỏ con cứ chốt giùm em đi. Bé em á mấy chị nếu như mà nó 14-15kg như mấy chị nha, em nghĩ nó mặc cái này cũng vừa luôn á. Tại cái này em đã trừ hao rồi, trừ hao mấy bé có thật đó chứ bé em mà mặc cái này cũng vừa. Bé em là mặc sao ngố là số 6 đó mấy chị. Mà nó mặc cái áo riêng này vừa luôn nha mấy tình yêu nha. Đó nên là áo bò này em tặng mấy chị size 10-12kg nha. Nói vậy là em trừ hao rồi á. Chị nào lấy em sale 69.000 rồi còn cái này nữa. Mấy chị cứ hỏi em áo riêng hoài rồi để coi luôn nào có xưởng nào xả không. Em ôm về cho cũng được, tình yêu hơi thì ra riêng ra cũng được. Tại xưởng bây giờ người ta đang cố gắng người ta xả hàng, người ta đẩy hàng đi với mấy chị. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu nha. Áo có áo, từ từ để coi áo cái đi đâu em coi có em về cho. Rồi cái này cũng là 10-12kg giùm em luôn nè. Đó chị nào lấy thì báo em nha, xem có 69.000 thôi. Rồi hôm nay còn gì tặng đó thì mấy chị. Hôm nay còn cái gì tặng đó giùm em nha. Trời ơi không chịu mấy chị nghĩ tới mấy chị có đi đâu chơi nghe, nó nghỉ đó 3 ngày đúng không, là hôm nay chủ nhật với lại thứ hai luôn. Mình có đi đâu chơi thì mình tự tận hưởng mấy chị, tết rồi một năm rồi mình tự tận hưởng, mình đi chơi thôi. Là chị không đi chơi được thì mình ở nhà mình nghỉ dưỡng, mình đi spa, mình đi mua sắm đồ đi mấy chơi, tận hưởng một năm đi mấy chị. Rồi đầu là em tặng mấy tình yêu mình cái set này nha. Nói chung là cũng thương mấy chị, đầu một năm đã qua ủng hộ em nói thiệt luôn á. Tại vì xưởng nó nghỉ sớm chứ vợ em muốn không phải em muốn nghỉ đó mấy chị. Rồi chi on cái mã này đầu like nha, coi như là em tặng cho mấy chị mỗi người một bé đi cho mấy chị mặc tết. Rồi bữa giờ em tặng nhiều lắm luôn, vừa tặng nón cho mấy tình yêu nè, rồi vừa tặng mấy cái bồ 10k đó. Rồi hôm nay cái set này em tặng mấy chị dưới giá 49.000 đầu like nha mấy tình yêu nha. Thương yêu em, cho em xin lúc chia sẻ là ok nha.
À có gì sau chứng nhà chị Mon Trần ơi. À từ từ đằng này sao chờ em xíu nha chị Mon Trần, chị lấy mã nào? Mã này thì chốt cho em là con bò nha, em có hai mã chốt luôn, hai bộ chốt luôn, hai áo sau chứng nhà em nói chuyện nha. Nhận cái vải chị thích lắm luôn, ai nhận cũng khen rồi, quay lại hỏi còn khác riêng liền. Cái này là con bò nha, tình yêu lấy con bò thì báo em con bò nha, còn cái này chị lấy con gấu thì báo em con gấu nha. Con đó, rồi chị lấy mã nào thì báo giùm em, tình yêu ơi, 69.000 bao giá thị trường, ở đâu bán rẻ hơn em đền tiền gấp 10. Rồi đầu like giùm em ạ, à, để chị lấy con bò ok nha. Áo con bò cho chị nó ok, chị Mon Trần nè, áo con bò này 69.000 rồi ok tình yêu nha. Rồi mấy chị ơi, ô bò cho chị luôn rồi, như con bò đây nè. Rồi vào chia sẻ like cho tình yêu ơi, hôm nay sếp điên tặng hết luôn ơi. Áo bò còn có một cái áo bò nè. Rồi chia sẻ like giùm em tình yêu ơi, lên lên cái set này tình yêu ơi, cho biết chị tặng cái set này mặc tết nha. Cho mấy chị cái set này mặc tết rồi tình yêu ơi, rồi 49.000 đầu like cho em, từ từ tặng cái set này mặc tết là tới công chuyện luôn mấy chị. Trời ơi con bò hết 16kg rồi tình yêu ơi. Trời ơi khoác 22kg bây giờ khoác xe đại là em còn khoác này nè tình yêu ơi. Má ơi nó đẹp kinh khủng đẹp luôn á mấy chị. Hôm nay giờ em nói cuối năm rồi nha, chị nào mua 99.000 đừng buồn em được không. Hôm nay em tặng tri ân cho mấy tình yêu mình giá 79.000, mà chờ em xíu lên cái set này xem, lấy cái áo khoác này em tặng luôn 79.000 bao giá thị trường luôn nha mấy chị nha. Những cái mặt hàng em bán em nó bao giá mấy chị yên tâm, mua ngoài shop mấy chị ơi 180-230.000 thiệt sự luôn nha. Em bán cho mấy chị hôm nay chinh giá 79.000. Rồi chờ em xíu đi, rồi đầu like tặng cái set này trước cái tình yêu ơi, đầu like tặng cái set này từ từ nha, chờ em. Rồi cái set này từ từ, cái này S rồi, cái này S là nhỏ nhất nè. Rồi chốt cho em cái set này đi tình yêu ơi, dễ thương quá. Cái quần mấy chị nhìn nè, đúng là thời đại bây giờ luôn á mấy chị. Đồ con nít nhiều khi đẹp hơn đồ người lớn. Size S này dùm em là từ 15kg đi mấy chị ơi, chốt cho em size từ 15kg nha. Em coi size lớn nhất là bao nhiêu. Rồi tặng đầu like cho mình yêu mình 49.000 nha mấy tình yêu nha. Size 2X này bao nhiêu? Em có mấy set thôi. Rồi S 4X. Rồi size thì đến cho em là 22kg vừa nha mấy tình yêu nha, 22kg vừa, 15-22kg vừa. Tặng đầu like cái set thiết kế này giùm em nha. Trời ơi thiệt sự 49.000 kêu chắc mua được cái áo mà được cả set cho em luôn. Rồi 49.000 tặng đầu like đi. Nè tình yêu ơi nhìn giùm em cái set này mấy chị, mặc trước ha, mặc sau nè, quần nè. Rồi kèm cho em cái áo này luôn. Rồi mã này chốt cho em là mã tặng 49k kèm số ký đi mấy chị. Em có size giùm em là từ 10 áo gấu nè, từ từ nha. Đầm vàng chị Tân Trang Phương chờ em xíu nha, con gấu. Từ từ tình yêu ơi, từ từ nha mấy chị nha. Áo rainbow chị Mỹ Quyền ơi, áo rainbow là em còn size 10-12kg nha. Từ từ em lơ là áo khoác riêng chút xíu đi. Áo khoác riêng là size này em còn 10-12kg con bò nè. Chị nào lấy con bò nghe số ký giùm em tình yêu ơi, đừng có chốt cái mã không là không vừa con số ký mình, tại cái này em còn ít, em sale 69.000. Chốt cho em áo khoác bò 10-12kg vừa giùm em nha, áo khoác bò 69.000. Rồi cái này cũng là 10-12kg luôn. Cái gì á chị? Thấy hả? Rồi cái này giùm em cũng là 10-12kg luôn nha. Chốt cho em mã này, cái này 13kg cũng vô mấy. Rồi 10-12kg vừa nha, chốt coi em là mã khoác gấu. Rồi chị nào chốt báo em. Rồi cái đầm vàng này phải không tình yêu? Phải đầm vàng này không chế ơi? Đây chế ơi, đầm vàng này giùm em là 129.000 nha mấy chị nha. Ai chốt báo em đầm vàng size đến 35kg vừa giùm em nha, 129.000 đây nè mấy chị. Rồi ai chốt cho em cái chất này đó, em coi rồi chốt mã giùm em đây. Rồi cái set này rồi chờ em xíu nha, set 49 này từ từ em. Bây giờ áo khoác này mấy chị chốt lại đi, đằng này áo khoác không có số ký rồi mấy chị không nghe rõ nè. Set 49 chị Mai Thị Duyên 22kg nè, ok tình yêu nè, 49.000 nè. Đó mấy chị ơi nhớ chốt đủ đơn giúp em nha. Rồi cho chị Mai Thị Nhiên nè, đẹp lắm chị Mai Thị Nhiên thôi. Em nói thiệt nhắn cái set là ok liền cho em. Hàng tem mát bên em nè mấy chị, có tặng 49.000 rồi. Ai chốt rồi thì chốt rồi tình yêu ơi. Rồi set giùm em nha, ai chốt set lên set giùm em luôn. Set 16kg chị Bích Phương nè, cho chị Bích Phương nè, ok 49.000 nè. Mấy tình yêu nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, nhớ chia sẻ like giùm em. Chị Bích Phương hả? Rồi cho chị Bích Phương, rồi chị Bích Phương, cơ chị Bích Phương nè, 49.000 luôn nè, chị Bích Phương nè. Rồi cho chị từ từ em coi nha, từ từ em coi, từ dưới lên nha. Khách mới cho em xin số hộp lần nha mấy chị nha. Ủa sao nó thùm lum tùm lum vậy mấy, từ từ. Rồi tới chị Su
tới chị Suvi, tới chị Kim Ngân HT 15kg nè, 49.000 nè. Tới chị Kim Ngân, em sử dụng app với chị Ngân nó công bằng lắm. Chị nào comment trước là em để trước liền. Em comment từ trước lên, nhưng mà em nha, chị nào cũng có đơn mấy chị ơi. Tại hôm nay hàng sale nhiều lắm, chị nào cũng phải có quà cho em hết. Rồi, mã set đôi cho chị Subin 20kg, ok, chị Subin 49.000, chị Subin ơi. Chị Subin ơi, chị là màu đen nha. Màu đen nha, màu đen, áo màu đen và màu rêu đẹp lắm, màu nào cũng đẹp lắm. Đó quá đẹp tình yêu ơi, 49.000 cho em, chợ hàng xịn sò 49.000 mấy chị ơi. Ở người ta bán 180.000 cho mấy chị luôn. Rồi màu hồng, màu hồng em còn cái 18kg nha mấy chị nha. 18kg, chị Bích Vương 16kg có rồi, 22kg có rồi, chị Bách Cần ơi, em hết. Em hết 22kg nha mấy chị nha. Em còn cái này 20kg. Chị Subin chị lấy 20kg luôn ạ. Ở chị Subin 20kg có rồi. Cái này em còn 18kg tình yêu ơi. Rồi chị Phương Phan nha. Chị Phương Phan này 18kg, ok, chị Phương Phan này 49.000 nha. Rồi chị Phương Phan là áo màu hồng, quần màu hồng, quần màu hồng nhạt. Rồi mấy chị ơi, rồi qua mẫu giùm em nha, tặng tiếp. Tặng tiếp tình yêu ơi. Rồi chị nào lấy áo nào báo em, set 49 em hết nha mấy chị nha. Set 49 em hết. Set 15kg em hết được chị Đặng Minh ơi. Chị Lý Hoa đâu chị hồi nào tình yêu ơi. Rồi em còn cái gì để em tặng tiếp đây. Rồi cái set này. Rồi tới cái set này giùm em đi. Size này giùm em là 11-12kg vừa nha. Chị nào chốt khoát lên khoát lại giùm em nha tình yêu ơi. Set 15kg em hết mấy chị ơi. Set là em hết mấy chị nha. Set 49 là em hết. Rồi mã này mấy tình yêu chốt cho em đi mấy chị đây nè. Rồi cái này em còn size 11-12kg vừa. Riêng màu này em tặng mấy chị còn đúng một bộ nha. 99.000 giùm em đi. Rồi ai chốt lên giùm em 99.000 tình yêu ơi. Chốt cho em là set xanh 99k giùm em bán 129.000 giờ tặng 99.000 rẻ hơn 30.000 đấy, 30.000 trả tiền ship cho em. Rồi một set duy nhất ai chốt thì lên giùm em. Rồi qua tiếp tình yêu ơi, qua tiếp cái set này. Tặng tiếp. Rồi hồi nãy chị nào chốt được cái set kia size lớn rồi đúng không? Giờ tặng qua cái set này size nhỏ nha, chị nào chốt set này cho em liền. Một cái áo nè mấy chị. Rồi một cái áo yếm mới cao, nhưng mà cao yếm này vải nó hơi xấu, mấy chị bỏ ra khỏi cần mặc cũng được, mới thích thì mặc, còn không thì thôi nha mấy chị nha. Rồi cái áo cho em, một cái áo yếm mới trong. Rồi một cái chân váy cho em size giùm em từ 8kg nha mấy tình yêu nha, đến 10 giờ có 14kg vừa thôi mấy chị. Em tặng mấy chị giá 49.000 luôn. Từ từ ốc xanh có 30kg tình yêu ơi. Rồi mấy chị chốt cái mã này giùm em là set hồng nha, 49.000 kèm số ký. Size giùm em là từ 8kg nè mấy chị ơi, 8kg giùm em nha, đến cho em là 14kg vừa, khách xanh có 30kg rồi em là áo khoác luôn cho. Rồi ai chốt lên giùm em là set hồng giùm em nha, tặng mấy chị 49.000. Em nói thiệt mày chui rồi, ai bán cái giá này 49.000 á. Này cái set kia không có size nhí, cái này có size nhí, tặng size nhí luôn rồi đây nè. Rồi ai chốt lên giùm em cả set deal này cho tình yêu nha, bên trong là có quần cho em luôn, yên tâm mấy chị nha. Rồi giá giùm em luôn 49.000, chốt set hồng giùm em. Rồi ai chốt cái này lên cho em là set hồng kèm số ký nha, size giùm em là từ 8kg đến cho em 14kg vừa. Rồi áo khoác xanh đúng không? Rồi tới công chuyện luôn, lên mấy chị ơi. Lên áo khoác xanh nè. Rồi áo khoác hôm nay chị nào mua 99.000 mỗi, đừng buồn em nha, thiệt luôn á mấy chị. Trời nó em tặng tình yêu mấy tình yêu quà. Chị nào bữa mình mua cho bà một bé rồi bây giờ mình mua thêm cũng được mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị áo khoác xanh giùm em luôn nè. Cái này em còn số lượng ít đó mấy chị ơi. Áo khoác xanh đây cho mấy chị ơi thôi. Rồi 79.000 mấy chị nha. Mặt trước giùm em nè, mặt sau phói bèo, lộ mặt trước nè mấy chị, mặt sau nè phói bèo giùm em luôn. Hàng này hàng chính phẩm giùm em nha, hàng chính phẩm của Tina, hàng xịn sò. Mấy chị cứ vô coi hàng chính phẩm mấy chị nha, là sẽ biết giá ha. Đây tờ tờ set hồng giùm em nè, set hồng có 17kg gì. Ngô Tuyền ơi, set hồng cho chị Tùng Chi Nguyễn nè, 14kg, ok chị Tùng Chi Nguyễn, 49.000 nè. Ê đây chị, đây nè, chị cho em vài cái để đây giùm em nè. Đây nè, đây nè. Tùng Chi Nguyễn 14kg nè. Bao nào cũng được cho đại đại. Vài cái gì đó đây. Rồi cho chị Tùng Chi Nguyễn 14kg nè, 49.000 nè. Rồi em đấu phát xanh luôn nha tình yêu ơi, chờ em xíu nha, hôm nay còn gì xả đó hết luôn. Rồi xét hồng, xét hồng 15kg chị Hoàng Ngô, 15kg không mùa tình yêu ơi. Xét hồng 9kg chị mập rồi nè, ok nè. 9kg cho chị 49.000 nè. Xét hồng 12kg cho chị Ly Ly Hoa nè. Xét hồng từ từ cho em xíu nha mấy tình yêu nha. Chia sẻ một like cho em mấy chị ơi, chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Từ từ cho em xíu, em là áo khoác liền, từ từ cho em xíu nha. Rồi xét hồng 8kg chị Bảo Ngọc nè, 49.000, từ từ em coi đủ không nha tình yêu ơi. Xét hồng nè,
Xét hồng 8kg nè. Rồi khi nào chốt xét hồng nó xét hồng giùm em luôn. Em không học xem nữa. Rồi xét hồng 9kg cho chị nè. Tập rồi nè. Rồi xét hồng 12kg nè. Xét hồng 12kg chị Lily Hoa nè. Rồi xét hồng em còn cái 10-11kg vừa nha. Chị nào lấy báo em luôn. Xét hồng 49.000. Xét hồng 12kg nè. Xét hồng 12kg cho chị Mai Phạm nè, 49.000. Rồi áo khoác giùm em, áo khoác xanh nha. Cái này em còn lẻ size tình yêu ơi. Ok ok nha. Rồi xếp bé trai, chờ xíu xếp bé trai em lên luôn cho. Bé trai xếp đêm tí nữa em xả luôn cho. Rồi ok mấy chị nè. Rồi qua mẫu giùm em nha. Rồi bây giờ áo khoác xanh từ từ nha. Áo khoác xanh này bây giờ em còn size này giùm em là 10-12kg nè. Từ từ nha, chờ em nha. 10-12 để em coi size cái 79.000 nhận về hổng xịn sò. Em cho mấy tình yêu mình hoàn về yên tâm. Rồi em còn size 10 đến cho em là 14kg vừa giùm em. Rồi size này 24. Size này 624 là 40kg vừa giùm em, 40kg nha. Chị nào chốt lên giùm em luôn 40kg nè. Còn cái này, rồi cái này size giùm em là, trời ơi to đùng mà mấy chị. Size này giùm em là đến 50kg nha. Cái này là size 30-35kg giùm em nè. Cái này 30-35kg nè mấy chị. Rồi em còn size 30-35. Size 10 đến cho em là 14kg vừa giùm em. Rồi chị nào chốt lên giùm em nha. 10 đến 14 mấy chị ơi. Rồi 30-45kg vừa. Rồi ai chốt mình em khoác xanh nha. Chị Su Su ơi, em hết xét hồng 14kg. Em thấy chị nhưng mà hết xét hồng 14kg tình yêu ơi. Qua mã khác giùm em nha. Rồi khoác xanh là em còn nhiêu đây nha. Chị nào chốt lên lại giùm em nha. Nè chị Phương rồi à, chị Mon Trần trước nè. Khoác xanh 30kg chị Mon nè. 79.000 giùm em. Cho chị nè 30kg nè. 30kg nè tình yêu, nó to đùng luôn. Mấy chị nó to đùng mà. Đây nè. Rồi em còn cái em còn size 10 đến 14kg giùm em nha mấy chị nha. Với lại size 40-45kg vừa phơm to lắm. Chị nào có bé to to hốt cho em liền. Em mặc là muốn vừa luôn mấy chị. Rồi cái này cho chị Mon Trần nha. Xem lên mấy chai luôn. Chờ em xíu em lên mấy chai luôn cho tình yêu ơi. Rồi áo khoác xanh giùm em nha. Chị nào chốt em hết 30kg không cực tình yêu ơi. Áo khoác này không có 23kg đây nè. Rồi chị nào chốt thì lo lại giùm em nha. Áo khoác xanh là em còn 10 đến 14kg vừa giùm em. Rồi một cái size đại giùm em là size này giùm em là 40-45kg nha. Rồi chị nào chốt lên giùm em màu hồng. Màu hồng nè mấy chị, màu hồng. Màu hồng giùm em. Rồi màu hồng này em còn size giùm em là 20. Cái này giùm em là 28-30kg giùm em nha. 28-30 nè. Rồi với lại size giùm em là size 8 đến 12kg vừa nha. Chị nào chốt màu hồng lên hồng. Khoác xanh 25kg. Hết 25kg rồi tình yêu. Chị Nguyễn Lai hết 25kg rồi chị. Khoác xanh 35kg cho chị Xuân Diệu. Chào Xuân Diệu. Chị Kim Thanh Nguyễn sao khoác xanh bao nhiêu ký giùm em tình yêu ơi. Khoác xanh 14kg chị Hắc Su Su nè. Ok chị 79.000 nè. Mà cho chị 14kg nè. Cho chị Hắc Su Su 14kg nè. Rồi khoác hồng giùm em nè mấy chị ơi. Khoác xanh bây giờ em còn 10-12kg với lại size 40-45kg vừa nha. 40-45 giùm em. Khoác xanh 35 hả? Hồng 37kg có không em? Hồng hết 37 tình yêu ơi, có xanh 37 thôi chị Ngọc Hà ơi. Chị dục lại. Cái này 30kg nè. Ok chị đổi màu hồng đúng không? Rồi đổi cho chị màu hồng nè. Rồi màu hồng thì bây giờ em còn size 10 đến cho em là 10. Em còn size 8 đến cho em là 14kg vừa tình yêu ơi. 10 đến 14kg vừa khoác hồng giùm em thôi nha mấy chị nha. Vậy xanh em còn 35 nè. Vậy xanh em còn 35. Chị nào lấy chốt xanh 35 là xanh 35 giùm em nè. Xanh 37 chị Ngọc Hà nè. Xanh 37 chị Ngọc Hà nè. 79 nè. Xanh 37 chị Ngọc Hà. Em
nó màu nào cũng đẹp, em lại thích màu xanh hơn. Mấy chị nghĩ màu hồng khó nhiều rồi, màu xanh mới là khác, màu xanh mới là đẹp với mấy tình yêu ơi. Khóa xanh 14 hết, chị Đặng mới lấy qua màu hồng giùm em được không? 16 ký khóa hồng em hết tình yêu ơi. Nè khóa xanh 35 cho chị Kim Thanh Nguyễn nè. Chị nào trước ta? Khóa xanh 35 cho chị Ngọc Tuyền Mùi trước nha tình yêu ơi. Ngọc Tuyền Mùi trước nè. Không không cảm cái tiểu con mình em nó hơi rối. Rồi khóa xanh chị Ngọc Tuyền Mùi 32 ký có nha tình yêu ơi. Rồi màu hồng giùm em nha mấy tình yêu ơi. Màu hồng giùm em, hồng bây giờ em còn size giùm em là từ 10 nha tình yêu ơi. Cô chị Quỳnh Helen hồi nào tình yêu ơi, đơn báo chưa tình yêu ơi. 20 khoái hồng 20 ký em hết tình yêu ơi, khoái xanh em hết luôn nha mấy chị nha. Bây giờ em còn màu hồng là size nhí thôi mấy chị. Hồng là em còn 18 đến 14 ký vừa, màu xanh là em còn 10 12 ký. Rồi chị nào lấy màu nào báo giùm em là em hết luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi qua mẫu khác giùm em nha mấy chị ơi, qua mẫu khác nha mấy chị nha. Hết hàng để coi còn luôn nè, em về cho rồi mã này giùm em nha mấy chị, mã này giùm em. Cái này cái nơ đúng không? Rồi mã này chốt giùm em luôn. Rồi size này em còn size giùm em là từ 11 đến 35 ký vừa nha mấy tình yêu nha. Mẫu này giùm em là lô đùi cuối cùng nha, cái lưng quần giùm em nè mấy chị. Rồi cái like quần nó lên like cho mấy tình yêu mình giả riêng luôn, vải cực kỳ đỉnh, cho coi cái chất thun găng của nó nè. Thun găng em bán cho mấy chị không phải thun găng đó, mấy chị nghe là thun găng này hàng xịn sò nó mềm cái mấy chị coi nè. Rồi giá giùm em luôn 79.000 cái kiểu ngoài sao giùm em nha tình yêu ơi. Rồi mã này mấy tình yêu chốt giùm em luôn mã nơ nha. Áo xanh hết 14 ký thôi chị, lấy màu áo hồng giùm em được không? Áo hồng còn 14 ký chị Nguyễn Lan lấy giùm em được không? Lưu không em hết rồi tình yêu ơi. Ok lấy hồng cho chị Đạt Minh nè, 79 nè. Rồi vậy là phát em hết tình yêu ơi, phát còn 8 đến 10 ký vừa thôi nha, phát còn 8 đến 10 ký vừa thôi. Phát em còn 8 đến 10 ký vừa thôi tình yêu ơi. Rồi mã này giùm em nè mấy tình yêu, khoác em còn 8 đến 10 ký thôi nha. Rồi mã nơ giùm em. Ai chốt nơ lên nơ nha tình yêu ơi, chợ xịn sò 79 ngàn giùm em luôn mấy chị đây nè. Rồi ai chốt nơ lên nơ giùm em mấy chị ơi, nhận bộ đồ này không đẹp không biết nói sao luôn, cuối cùng mà đỉnh lắm luôn á. Rồi mã nơ kèm số ký 79 ngàn 11 đến 35 ký vừa. Chị Mỹ Duyên ơi, phát xanh hết 13 ký luôn rồi. Phát xanh này còn cỡ 12 ký tình yêu ơi, cỡ 12 ký thôi chị, được báo em nha. Hết luôn chị Huỳnh Phi ơi. Khoái em hết rồi tình yêu ơi, khoái em hết, lộn khoái em hết đi mấy chị nha. Mấy chị ơi, áo khoái em hết rồi. Để em ôm luôn nè, em về cho mấy tình yêu cho. Rồi mã nơ này nơ 26 thì học Duri em coi nơ còn 26 ký không. Rồi nơ 26 ký chị Duri Ngọc Dung này. Rồi mã nơ kèm số ký giùm em nha. Áo khoái bây giờ là em còn size giùm em là 8 đến 10 ký vừa thôi, 12 ký vừa thôi. Chị nào lấy thì báo em lên lại cho. Rồi nơ này nơ chị Duy Ngọc Dung nè, ok chị nè. Nơ 23 ký chị Lê Nguyên, 23 ký hả? Chị Lê Nguyên em hết 23 em còn 22 được không chị? Em còn 22 được không chị Lê Trinh ơi? Em còn số 9 đó chị, 22 ký chị Lê Nguyên lấy được báo em nha. Rồi nơ số 8 nè, nơ số 8 cho chị nơ số 8 cho chị nơ số 8 cho chị Lê Trinh nè, ok chị nè. 79 ngàn nè. Rồi chị nào chốt mã nào lên mã đó giùm em nha tình yêu ơi. Rồi nơ size 8 chị Lê Trinh nè. Rồi ai chốt nơ lên nơ giùm em kèm số ký giùm em nha tình yêu ơi. Nơ kèm số ký giùm em nha, ai chốt nơ lên nơ giùm em luôn. 79 ngàn giùm em kèm số ký đi tình yêu ơi. Khoan còn cái gì em tặng ở cái set pin bé trai đây còn nữa chứ ơi, chưa có tặng set pin của bé trai luôn. 27 ký số 11 giùm em nha. Ok ok. Ok chị Phạm Ngân nha, nơ 15 ký chị Đạt Minh nè. Má ơi nó quay nữa rồi mấy chị. Rồi nơ chị Đạt Minh nè mấy chị. Ok chị Mỹ Duyên nha, 12 ký cho chị nè, 79 nha, ok nè. Rồi lấy. Ơ chị Mỹ Duyên lấy màu gì em quên rồi, chị Mỹ Duyên lên lại màu giùm em, màu xanh với màu hồng. Nô 15 chị Đạt Minh nè, ok 79 nha, 15 ký nè. Rồi ai chốt mã nô lên nô giùm em kèm số ký nha tình yêu ơi, nô kèm số ký giùm em luôn. 15 ký chị Đạt Minh nè, ok tình yêu nè. Chị Mỹ Duyên lấy số máy báo lại giùm em nha.
Lộn lấy màu gì chứ quên lấy số mấy. Màu gì báo lại giùm em rồi ai chốt nơ lên nơ giùm em ấy tình yêu ơi. Ok chị thì nha. Chị Nguyễn Kim Kha ơi, chị chốt đơn anh em, chị chốt một cái không có đủ đơn để đi tình yêu ơi, nhân viên cảnh báo chị nè. Bây giờ chị chốt đủ đơn giúp em nha, bây giờ chốt đủ đơn cho 100 ngàn để em đi đơn mấy chị nha, tại like này like cuối rồi ok giùm em nha mấy chị nha, để em lên còn nhiều hàng sale lắm. Hôm nay bỏ qua like này là tiếc nha, rồi nơ giùm em nè. Chị nào chốt nơ lên nơ giùm em nha mấy tình yêu nha, mã nơ kèm số ký giùm em luôn. Ai chốt nơ lên nơ giùm em, giá giùm em luôn 79 ngàn, em còn 11 đến cho em 35 ký vừa nha. Rồi em qua mẫu chị nào chốt nơ có lên nơ kèm số ký giùm em. Rồi ngố luôn, từ từ ngố còn mẫu này. Cái này em còn 29, 30, 21, 23 ký vừa. Mấy chị chốt mã này giùm em là ngố cô gái giùm em còn đúng 2 bộ nha mấy chị nha. Xanh ok chị, xanh ok. Ok xanh, màu xanh lạ em cũng thích cho coi màu xanh, màu hồng thì bình thường. Mà thôi chốt hai màu luôn, mặc có 79 ngàn cao khoát rẻ giờ nha chị. Rồi từ từ cho em xíu nha mấy chị nha. Rồi bé trai lên bé trai luôn, đầm vàng mà sao hết từ từ. Áo khoác riêng này em nói chú luôn, áo khoác riêng này giùm em nha. Em còn size giùm em là size 10-12 kg vừa nè. Chị nào chốt gấu lên gấu sale 69 ngàn. Con bò 10-12 kg vừa chốt cho em là khoác bò giùm em luôn 69 ngàn rồi. Chị nào chốt hay nào chốt với tình đi quay đầm vàng. Màu đậm vàng, đậm cam đúng không? Bây giờ mấy chị chốt đi, em không nhớ màu cam nè. Màu cam là em còn size giùm em là 8-10 kg vừa giùm em. Với lại size 18-20 kg em còn đúng một bộ nha, 129 ngàn chất nè. Ngoài sau là cuộn non nha, tình yêu ơi, có bo chun giùm em luôn. Rồi giá giùm em 129 ngàn, màu cam em còn 8-10, 18-20 kg giùm em màu cam. Màu vàng mấy chị cứ lên số ký em coi còn size em, tại vì màu vàng bây giờ em cũng không biết nữa. Màu vàng là em có size 8-35 kg mà mấy chị cứ chốt lên size đi rồi em kiểm tra cho, tại em còn có 5-6 cái là em hết rồi. Em kiểm tra coi còn size em lấy cho tình yêu nhau. Rồi màu vàng giùm em 129 ngàn rồi, chị nào chốt mã này là mã đó. Rồi mã này giùm em luôn. Ok có bộ dài 14 kg. Rồi chờ xíu em là bộ dài luôn, bộ dài hôm nay em sale luôn nha. Rồi mã này giùm em ngố đi mấy chị. Ngố là em còn 21-23 29-30 kg vừa, chị nào chốt ngố cô gái là ngố cô gái giùm em nha mấy tụi yêu nha, 69 ngàn giùm em nè, mặt trước mặt sau giùm em. Rồi ai chốt ngố cô gái là ngố cô gái giùm em nha tình yêu ơi, ngố cô gái giùm em luôn, xả cho mấy tình yêu mình 69 ngàn. Rồi ai chốt ngố cô gái là ngố cô gái giùm em. Rồi bé trai mẫu này đi mấy chị, xong là em lên đồ dài luôn, còn đồ dài nha. Rồi mã này, cái này em phải coi size nữa mấy chứa ơi, nó còn nè, còn tùm lum nè. Bố biết L, rồi mã này giùm em để L. L, 2XL. Rồi cái set riêng này em tặng mấy tình yêu mình đi mấy chị, Tết rồi coi như lì xì nha, với giá là 99 ngàn đi mấy chị, XL. M. Rồi mã này. Size này mấy chị chốt cho em đến 25 kg vừa giùm em đi. Mấy thương mấy tình yêu ơi. Vừa bán vừa tặng mấy chị nha, 99 ngàn set riêng này cho em đi. Quần túi hộp luôn mấy chị, hiện xịn sò nha. Rồi size giùm em là từ 18 kg đến 25 kg vừa chốt cho em là set riêng cam giùm em tùm em luôn tình yêu ơi. Ngố cô gái 30 chị Thư Bảo nè, ok nè. 69 ngàn. Rồi chờ em xíu nha, em lên tiếp với chợ nhiều hàng lắm. Rồi set riêng của bé trai giùm em luôn nha. Set chung váy em hết rồi tình yêu ơi, để coi còn gì em sale cho. Rồi mã này giùm em luôn, chốt cho em là set cam giùm em kèm số ký nha. Em còn 18-25 ký vừa giùm em nha, 99 ngàn mấy tình yêu ơi, 99 ngàn cho em nha mấy chị nha. Rồi ai chốt lên giùm em set riêng cam đẹp luôn tình yêu ơi, nhìn giùm em nè. Quần là túi hộp giùm em, không ai bán set là 99 đấy tình yêu ơi, đây nè. Bình thường em bán cái áo không mà đã 79 ngàn, giờ tặng cái set này 99 ngàn nha, cuối like rồi. Rồi ai chốt lên giùm em nó set riêng kèm số ký giùm em nha. Sao lại bé trai bé chị bao nhiêu ký tình yêu ơi? Set riêng cam 20 ký chị Thanh Kim nè, ok chị nè, 99 ngàn. Sao á? Rồi ai chốt lên giùm em nha, 20 ký cho chị nè.
Rồi ai chốt vào nhà em luôn tình yêu ơi. Hai mươi ký nè. Hai mươi ký cho chị vô. À 50 ký em hết rồi chị Lê Trinh ơi. Cho 99 chị Phương Trúc này, 99 ngày chị Phương Trúc rồi. Rồi 99 ngày chị Phương Trúc nè. 99 ấy chị Dung đi Ngọc Dung nè, 25 ký ok chị Dung đi Ngọc Dung 99 ngày. Rồi 99 ngày nha, ai chốt thì lên giùm em, tình yêu ơi 99 ngày giùm em. Rồi em còn cái này cỡ đến 10, 19 kg vừa thôi tình yêu ơi, 18 đến 19 kg vừa hết, 22 kg tình yêu ơi. Áo khoác em hết rồi kìa, em đi phải mới lên luôn á. Chị Phương chốt em xét 18 kg luôn ha, chị Phương chốt ơi, em chốt về 20 kg rồi đó. Xét cam em hết cho tình yêu ơi. Ok rồi, size đại 35 40 kg em còn luôn á, 35 đến 40 kg em còn luôn cho. Rồi nãy này ai chốt lên giùm em xét dinh cam, em còn size 18 đến cỡ 19 kg vừa thôi nha. Rồi chị nào hốt thì lên giùm em luôn tình yêu ơi. Chai 15kg ha, xét đinh chai 15kg em không có, có bộ thôi, bộ em sell được không? Rồi ai chốt lên mã này giùm em đi, rồi qua bé gái tiếp tình yêu ơi. Từ từ bé gái trước đi, mấy chị bé gái xong qua màu khác. Rồi gấu nè. Rồi con gấu giùm em nha, ai chốt gấu lên gấu rồi bé trai còn mơ mớ này để em sell luôn cho mấy chị. Rồi chị Phương Trúc, à, chị Phương Trúc ơi, chị chốt xét ca 18kg nữa ha tình yêu ơi, là chốt được cái 18kg đúng không chị? Đúng rồi đó, ok giùm em nha. Rồi con gấu này chốt cho em là đùi gấu size 11 đến 35 kg rồi giùm em nha. Chị nào chốt đùi gấu lên đùi gấu kèm số ký hôm nay cảm giác sao giống như tết 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 bền quá vậy. Hay là thấy nó vui vui sao? Rồi chốt giùm em nha mấy tình yêu ơi, tết tây quá tưởng tượng như là tết mình. Rồi mã này giùm em luôn, ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu nha, đùi gấu kèm số ký giùm em. Mặt trước là mấy chị mặt sau size 11 đến 35 kg rồi nha. Hàng này vải rỉnh lắm luôn, thật sự cái lô này vải đã lắm, mấy chị nhận hàng mấy chị quay lại mấy chị hỏi liền, cái này da riêng bán cũng được nhưng mà giờ chốt tết cho mấy chị mặc tết nha. Rồi ai chốt vào nhầm em luôn tình yêu ơi, đồ bộ là cần thiết nhất mấy chị, mà cái này là không phải là đồ bộ thù mà đồ bộ giả riêng lắm. Rồi ai chốt lên nhầm em luôn, gấu đùi gấu kèm số ký size 11 đến 35 kg vừa nhầm em nha mấy tình yêu nha, 79 ngàn nhầm em. Rồi em coi còn mã nào nữa, đây bé trai nè, màu này em tặng luôn đi, khi nào bữa mua dưới giá kia đừng buồn em nha, tại còn ít để em tặng luôn. Xét chai 18 kg nè chị Ngọc Mai. Ok chị Phương Trúc nè, 99 ngàn nè. Xét chai 18 kg Ngọc Mai luôn, 99 ngàn. Rồi em hết xét cam luôn nha, rồi em lên xét khác cho. Ok em đã xét khác cho nha. Chị Ngọc Mai 18 kg nè. Rồi em qua xét khác cho bé trai, em còn xét đó tình yêu qua bé trai còn xét đó, em tặng hết luôn cho. Rồi cái xét này giùm em có bé trai đi mấy chị. Đùi gấu 26 kg. Rồi tại em coi đùi gấu 26 kg. Rồi. Đùi gấu 26 kg giùm em nè, đùi có 26 kg có nè. Đùi gấu 26 kg cho chị Ru đi Ngọc Dung là ok chị nè, 79 ngàn nè. Rồi ai chốt vào giùm em đùi gấu kèm số ký giùm em tình yêu ơi, đùi gấu nha, ba trai gái sang kẻ giùm em nha mấy chị nha. Em nói vậy nó ngủ được không? Ngủ mới dậy mới đi thôi. Đùi gấu. Chị Tuyết Kiều ơi, lần này là đùi xét gấu ba. Đó chị Tuyết Kiều ơi, lần này em chốt với chị like này like cuối để nghỉ tết tây rồi mấy chị nhớ chỗ đâu để đi hàng giùm em nha. Thì Tuyết Kiều ơi, em thấy chị cũng có thiện chí mua hàng á, nên là em chốt với chị không cần cộng nhưng mà chị nhớ giúp em mà đi hàng nha. Rồi đùi gấu 20kg chị Tuyết Kiều nè, 79 nha nha tình yêu ơi. Nhưng khi tôi em biết sao mà em thương người quá chị ơi, mà không biết mấy chị có thương em không. Tắt ơi, ai nghĩ điện thương quá trời chị, có ai ai có người ổng điện trọng chứ ai điện trọng đâu. Rồi ok chị Tuyết Kiều có nha. Rồi xét gấu 33 chị Gia Hân luôn, 79 ngàn ok chị Gia Hân nè. Rồi cái gì chị nào, anh bỏ 33 kg giùm em cho anh, bỏ là cái wheel trên đó bỏ giùm em, rồi đùi gấu 18 kg chị Su Su luôn ok, 79 ngàn chị Su Su nè, 18 kg chị Su Su luôn anh ơi. Rồi ai chốt coi giùm em nha, xét gấu kèm số ký giùm em tình yêu ơi. Đùi gấu 23 kg chị Lê Nguyên. Ok, có 23 kg chị Lê Nguyên nè, 23 kg chị Lê Nguyên.
Rồi 23kg chị Lê Nguyên qua anh ơi, anh bill giùm em luôn. Rồi đùi gấu nha, chị nào chốt đùi gấu lên đùi gấu giùm em cho. Rồi xét riêng cho chị là tụi em đã xét riêng luôn cho tình đi quay đùi gấu 21 kg cà phê đắng nè, bộ bé trai có luôn, chờ em xíu em lên luôn. Có luôn, tụi tụi 21kg hết quá hả ta. Chị ơi đùi gấu em hết 21kg không tình yêu ơi. Em còn 26 đến 30kg vừa đùi gấu và màu khác giùm em nha. Rồi nó bé trai tiếp. Đùi gấu em hết 21 chị cà phê đắng thôi, qua màu khác giùm em nha. Đùi gấu 22 em hết luôn, qua màu khác giùm em đó mấy chị. Đùi gấu 23 chị Lê Nguyên nè. Đùi gấu em còn size 11 đến 20kg giùm em mấy chị nha. Với lại size 26 đến 30 giùm em thôi. Chị không có qua màu khác giùm em nha. Tụi qua đừng buồn em nha. Rồi màu xanh này của bé trai giùm em luôn. Cái này em còn 11, 12 nha tình yêu ơi, 11, 12 kg giùm em nè, 17, 18 giùm em luôn. Rồi 29, 30 rồi, tặng hôm nay khi ơn nha tình yêu ơi, giá giùm em 59 ngàn được không, 59 ngàn đi tình yêu ơi. Xả bất chấp luôn 59 ngàn, em còn 11 đến cho em là 18 kg vừa, 29, 30 kg, chốt mã này mã lá giùm em. Em tặng mấy tình yêu dưới giá 59 ngàn giùm em nè mấy chị, hàng của anh Kit nha, không bao giờ có giá này, không bao giờ có tình yêu ơi. Chỉ có shop em là có bán giá này thôi à. Rồi ai chốt lên giùm em mã này giùm em là mã lá nha. Mặc bộ đồ nhớ tới em nha mấy tình yêu nha. Rồi ai chốt lá lên lá kèm số ký luôn tình yêu ơi. Giá giùm em là 79 ngàn. Lộn quên 59 ngàn. Rồi ai chốt lên giùm em lá kèm số ký giùm em. Rồi nằm keo bà sao em lên luôn nha. Chị Chuyên Nguyên Mai bên em ngăn Vi đang nhắn tin chốt đơn đó tình yêu ơi. 17kg lá cho chị Thanh Kim nè mấy chị chốt đi 59 ngàn hôm nay trên live. Cái lá 59 ngàn luôn. Nhân viên nhà em mới đi lệch giờ đó mấy chị ơi. Giờ người ta dậy thì nó không dậy, nó ngủ giờ nó. Người ta ngủ thì nó làm. Rồi lá giùm em 18kg chị Phương chút luôn ok tình yêu nha. Mấy chị ơi tết rồi, chốt chắc giúp em nha tình yêu nha. Chốt chắc giùm em nha. Rồi lá nè 18kg chị Phương chút. Rồi mã này giùm em luôn lá 15kg ok cho chị Như Ý Nguyễn ok tình yêu luôn 59 ngàn nè. Tặng quá tặng rồi mấy chị, 15kg chị Như Ý Nguyễn giùm em. Rồi lá 35kg hết 35kg tình yêu qua lá. Lá em còn 29-30 lá 30kg chị Lê Nguyên này 59 ngàn nè. Rồi lá em còn cái 11-12kg vừa thôi nha. Chị nào chốt lá 11-12kg lên giùm em luôn 59 ngàn. Lá em còn 11-12kg thôi nha tình yêu ơi. Lá 12kg chị Su Su nè 59 ngàn. Rồi em lên mấy trai tiếp nha chị em. Rồi mấy gái tiếp chờ em xíu lá tiếp tình yêu ơi. Lá 11kg chị Võ Ngọc Thảo Vi luôn ok tình yêu nè. Rồi em hết lá luôn nha. Được. Rồi em hết lá nha tình yêu ơi, hết lá nha mấy chị nha. Trời ơi, đùi gấu 20 để em có 20 em còn, em chốt cái tình yêu liền. Rồi đùi gấu hết 20 luôn tình yêu ơi, hết số 8 luôn chị, qua màu khác giùm em được không? Đùi gấu hết 20 luôn tình yêu ơi, qua màu khác cho em, lên màu khác cho, rồi qua mẫu khác cho. Sao đi hết xe đại rồi. Được chị Chuyên Nguyên Mai ơi. Chị chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản giúp em mua thêm dồn thêm gì dồn nha tình yêu ơi. Rồi bé trai tiếp đúng không, bé trai nè, từ từ em có set nào em tặng cho, nhưng màu đen thì tổng set. Ôi từ từ cái mấy chớ ơi, cái set này em tặng 49 ngàn còn set nè mấy chị, cái này size gì vậy? Rồi cái này giùm em là 17-18kg vừa nha. Chốt mã này mã tặng 49 giùm em, 17-18kg vừa giùm em, cả set riêng cho mấy tình yêu nha mấy chị nha. Nó làm hai cái màu cho mấy chị vừa giả khói nè ngoài sao giùm em luôn. Rồi nãy chị nha, có bo chun thoải mái nha, 17-18kg vừa giùm em nha. Set 49 ngàn còn set này bị rớt ra, chị nào lấy báo em. Set 49, 17-18kg vừa của mấy gái nha. Rồi màu đen, màu đen bé trai này em còn cái thôi, size này giùm em. Rồi cái này giùm em là 20-22kg vừa giùm em. Chốt cho em nha, 20-21kg vừa thôi mấy chị. 20-21kg vừa chốt set đen giùm em luôn, 99 ngàn. Chân quý đi bé 10kg hôm nãy em tặng hơn. À cái nè, còn set nè chị Ngọc Mai. Nãy em còn set đâu rồi, từ từ em lên cho, nãy em còn cái một set đó. Tặng 49 cho chị. Chị báo quân đơn, chị cứ chưa có báo đơn, chị còn trong đây nè, còn ba bộ chị trong đây là tí nữa nhân viên báo rồi đi luôn nha, chị báo quân nha. Tặng 49 chị Tường Vi Lê Nguyễn nè, 49 ngàn nè, bộ set riêng này em hết luôn rồi hết. Rồi mã này chốt cho em đã đen nha, set đen.
Ok ok, chị Kim Nguyên Mai nha, chị dồn đơn thêm đi chị, 20kg set đen là cho chị Thanh Kim trước nha mấy tình yêu nha. 99 ngàn, chị nào comment trước em để trước, mấy chị yên tâm, em công bằng á. Ừ, anh nói chơi người ta ghê quá nè. Thằng cha kéo hái nó ghê chứ, liền như con bòi. Rồi tiếp tình yêu ơi, tiếp đi mấy chị. Ở đây còn xếp đó nè mấy chơi, đen em còn, đen đen còn. Từ từ nha, chờ em xíu đen này, cái đen này là. Rồi đen này còn xếp luôn nè mấy chị, đó còn xếp đó nè ba. Cái này là 20-22kg nha, cái này 21-22 được nè tình yêu ơi, chị nào lấy 21-22 lên giùm em. Đen em còn 21-22, 99 ngàn. Đây đen cho chị. Đen em còn 21-22 nha. Đen em còn 21, chị thực phẩm Tuyết Linh nè, ok chị nè, 99 ngàn nè. Đen 21 chị thực phẩm Tuyết Linh nè, rồi em hết đen tình yêu ơi, qua màu khác giùm em nè mấy chị, qua bé gái tiếp. Rồi đen. Rồi cái set này em còn 2 set luôn tình yêu ơi, tặng luôn nè. Em còn cái này giùm em nha, tình yêu ơi, em còn cái 8-10kg vừa, còn này size giùm em là 13-14kg nha. 12-13kg đi, rồi ai chốt mã này lên kem là BBR nha, của bé trai luôn. BBR em còn 8-10 với đại size này giùm em là size 12-13kg vừa nha. Rồi chốt kem là BBR giùm em, áo cổ trụ luôn, em tặng với tình yêu mình 79 ngàn. Chốt kem là BBR giùm em, bé trai đúng rồi chị Bẩm Thiên Linh nha, bé trai, set 49 em hết tình yêu nha. Ok chị Bảo Quân, tí nữa nhân viên nhắn tin chốt đơn chị nha, nhân viên đang nhắn tin chốt đơn tình yêu ơi. Rồi mã này giùm em tình yêu ơi, chốt em là BBR nha, BBR em kèm số ký em còn 8-10 với đại size này giùm em là 12-13kg mùa. Rồi tặng mấy tình yêu mình luôn 79 ngàn, rồi set này tặng luôn rồi mấy chơi. Quá trời quá đắt rồi set này luôn. Rồi set này. Rồi em còn size 14-16kg mùa, chốt em là set tim. Set tim giùm em nha, ai chốt set tim, set tim chắc là mấy chị. Quần coi giãn thoải mái nha, 69 ngàn của bé gái. Trời từ từ nó có cái quần trái tim, nó có cái quần trái tim ở đây nha tình yêu nha, gọi set tim cho em luôn. Rồi ai chốt set tim, set tim giùm em nha, em còn size giùm em là từ 14-16kg vừa, chốt set tim kèm số ký luôn, 69 ngàn. Vừa cho ẩm lên nha, cái đó vừa đó tình yêu ơi, vừa nha, cái mẫu đó vừa. Rồi ai chốt set tim giùm em là tình yêu ơi, 69 ngàn giùm em luôn. Rồi qua mẫu tiếp. Mã đùi nơ chốt rồi đúng không? Rồi ngố, ngố chuột đi mấy chị. Ngố chuột em còn 26, 28, 31, 33 giùm em. 15, 16, 13, 13, 14, 15. Rồi size giùm em luôn. Chị nào chốt lên kem là ngố chuột 29, 30 nha, 69 ngàn. 31, 33, 21, 21 đến 25kg vô. Đùi gấu cả 27 với 30 không chị? Còn đùi gấu em còn 27 với 30 á chị Dung đi Ngọc Dung ơi. Còn chị nha, là hồi nãy chị có một cái đùi gấu 26 rồi, bây giờ chị có lấy thêm nữa thì lấy thêm bao nhiêu nữa thì báo em nha. Còn nha tình yêu ơi, còn cái 27 với 30 vớt cái gì vậy Tiến? Vớt cái gì rồi? À đường ơi, gấu 23 chị Lê Nguyên cái chân anh á. Ship bạc đồng giá 30k giùm em nha. Xếp xếp chân váy riêng nữa, xếp cái váy riêng hồi nãy em còn đâu ta. Em không nhớ luôn á, tình yêu ơi, chị Ngọc Mai không nhớ luôn á. Xếp chân váy riêng nãy còn cái mà không biết dở đâu rồi. Như hết hả ta. Đầm gấu cam bé 8kg à. Đầm gấu cam xếp bé trai 15kg ha, xếp bé trai 15kg em hết quá tình yêu ơi. Đầm gấu cam này cho bé 8kg chị Phương Trúc này, 89 ngàn. Đầm gấu cam này đúng không chị Phương Trúc ơi, đúng không chị Phương Trúc? 8kg ok chị Phương Trúc nè, bỏ bao chị Phương Trúc luôn anh ơi. 89 ngàn nha, cái đầm này bao xịn cho bé tình yêu mình luôn á. Rồi ai chốt lên giùm em đi chị Phương Trúc nè anh ơi. 89 ngàn. Có đầm rồi sao có 16kg em lên luôn, chờ em xíu nha. Lên đồ tốt cho má ơi. Thật chốt đi. Rồi mã này giùm em nha mấy chị, ai chốt mã này là mã này giùm em mới ngố rồi mấy chị. Rồi ngố chuột kèm số ký giùm em nha, ai chốt ngố chuột lên ngố chuột kèm số ký giùm em luôn. Mã ngố chuột em còn size giùm em là từ 18kg. Đầm gấu 18 màu nào tình yêu ơi, chị Hồng Tiết ơi,
Em có hai màu nãy em lên một cam màu xanh đó. 27 và 30. Ok, em đi ra 79 nha. Ok, chị Dung đi gặp Dung. Chị Dung gặp Dung nhìn như cũng nhiều hơn nhiều phải không ta? Đâu chị có đơn chứ em coi em cái đơn của chị bao nhiêu tiền mà chị tập giùm em đi. Em nhớ dồn đơn chị nhiều có mấy lần nữa. Mấy ngày. 100 rồi. Ờ kêu chị cọc luôn anh ơi. Chị cọc Dung ơi, chị cọc em 100 ngàn đấy chị ơi. Tại gần Tết chị không cảm nha. Cuối cùng đâu Tết đâu chị ơi. Cọc giúp em là chốt tiếp tình yêu cọc thì muốn chốt nhiêu chốt nha. Rồi mẫu này giùm em đi. Hả cam, ok chị, từ từ em lo lại màu cho. Tầm gấu cam 18 kg. Ok anh Bill, tiếng nhau anh Bill giùm em đi. Rồi mã này mấy tình yêu chốt giùm em là ngố chuột. Ờ 89 ngàn giùm em luôn. Cam 89 thôi chị Hồng tiếp. Ngố kèm số ký giùm em, ngố chuột kèm số ký. Em còn 13 nha mấy tình yêu nha. Đến cho em 33 kg vừa giùm em nha. 69 ngàn nhìn em cái màu này mấy chị. Vải này xuất sắc lắm. Xuất sắc hơn em mấy cái lô kim bán nhiều rồi. Ai chốt lên giùm em nha. Mã này giùm em là ngố chuột kèm số ký giùm em. Ai chốt ngố chuột lên ngố chuột giùm em tình yêu ơi. Ngố chuột kèm số ký giùm em nha. 69 ngàn cái màu này em còn cái nè. Size này giùm em là 22-24 ký vô. Chốt cho em mã này giùm em là cam 27-30 có không? 27-30 có tình yêu ơi. 27-30 có luôn chị. Có chị Ngọc Dung ơi. Rồi mã này giùm em nha. Ngọc Dung thì cọc em một 100 cây chị ơi, ngó chuột 20 kg. Ngó chuột 20, từ từ em coi còn 20 luôn á tình yêu ơi, còn 20-21. 21 tình yêu hết 20. Chị ơi, lấy 21 được không tình yêu ơi, hết 20 rồi. Lấy 21 được báo em nha, số 9 nha tình yêu ơi, lấy được báo em nha. Em còn số 9 ngó chuột thì nào lấy được báo em. Rồi mã này chốt giùm em đó tình yêu ơi. Cam có bé trai còn bộ 59 ngàn luôn. Size 22-24 kg vừa nha. Ok. Ngó chuột 22 thì như ý nguyện. Rồi chị nào chốt cam anh cam giùm em đó tình yêu ơi. Cam giùm em là 22 chị như ý nguyện. 69 ngàn rồi. Cái gì nữa ta lên đi cái đây. Rồi ai chốt lên giùm em nha. Màu này còn cái đó. Rồi màu này em còn cái 11-12 kg vừa luôn. Nhiều lần nó bơm lên kèm. Không em biết sao mấy tình yêu qua em cũng nói không biết mấy chị có tin đâu, hồi bữa trước khui bao nhiêu cục anh em khui cỡ 10 cục bơm á, tại là khách quen không luôn, ý là thông cảm giùm em nha, ý là mấy chị ơi ai cũng nói được hết mà em, ý là mình sợ có mấy chị là đơn nhiều mấy chị cọc giúp em được không, đi đơn là em trừ cọc liền, em không có giữ cọc của mấy chị đâu, em không có giữ làm chết trơn mấy chị. Hồi bữa có chị kia gần khách quen không mua lần nào cũng ok, bơm nhột đơn 801 đó chị, thông cảm giùm em nha, hoặc là nếu ok chắc lấy giùm em, thương em thì khỏi cọc. Rồi size này 11-12 chốt mã chữ xanh. Gì? Hốt chuột 21 khó luôn, còn cái nè. Rồi mã này chốt giùm em đi tình yêu ơi. Mã chữ xanh 11-12 kg chốt mã chữ xanh để tặng với tình yêu mình 59 ngàn chữ xanh con bộ à. Rồi 31 cam 59. Cam 59 con cái nè, tặng hết. Cam 59 đó chị Quỳnh Trân. Rồi mã này giùm em tình yêu ơi, cái này còn 2 cái. Cái này em còn 29-33 kg vừa, mấy chị chốt mã này giùm em là mã trắng giùm em của bé trai luôn nha. Rồi 59 ngàn luôn á mấy chị. Rồi ai chốt trắng lên trắng 59 ngàn giùm em nè. Trắng em còn 29-33 kg vừa. Chị nào chốt trắng lên trắng kèm số ký giùm em nha. 59 ngàn cho em trên like hôm nay đi. Rồi ai chốt lên cho em trắng luôn. Em qua mẫu khác nha. Ngố còn coi còn màu nào em lên cho tình yêu ơi, ngố còn á. Rồi mã này 17-18 kg vừa giùm em nè. 109 ngàn. Lộn 17-18 kg vừa nè. Hàng hiếp hớt của em, hàng chính phẩm mấy chị nha. Mặt trước nè, mặt sau nè. Rồi tay là có in luôn rồi. Chốt giùm em đi. 109 ngàn thì nào chốt bên kem là mã này giùm em là siêu phẩm giùm em nha tình yêu ơi. Đây đáng đồng tiền bát gạo thiệt sự luôn mấy chị. Quần là quần túi hộp cho em luôn nha, hàng chính phẩm giùm em của Nikit. Rồi ai chốt lên giùm em mã này giùm em là mã siêu phẩm 109 ngàn nha. Bé 139 á, giờ sale 109 thì nào hốt là hốt liền cho em. Rồi chị nào chốt lên giùm em nha. Chữ xanh con cái này 59 ngàn luôn. Chữ xanh ơi chị Mỹ Duyên. Rồi ngố ngựa giùm em luôn, sao mã này em lên mã khác cho tình yêu ơi, ngố ngựa nè. Ngố ngựa em còn 13-15-31-33 kg vừa, chốt mã ngố ngựa giùm em 69 ngàn nha, mặt trước mặt sau nè. Chị nào chốt ngố ngựa ăn cơm đi. Ngố ngựa kèm số ký giùm em nha mấy chị nha, mặt sau nè mấy chị mặt trước 69 ngàn, chị nào chốt ngố ngựa lên ngố ngựa kèm số ký giùm em luôn, mã ngố ngựa giùm em. Size giùm em là trắng từ trắng, trắng kèm số ký anh ơi. Trắng với chị Ngọc Tiền Bừa kèm ký chị ơi. Ngọc Tiền Bừa lấy bao nhiêu ký em còn 29-33 lấy bao nhiêu ký báo em nha. Rồi ngố ngựa em còn 13-15-31-33 ký vừa, chốt ngố ngựa giùm em. Ngọc Tiền Bừa kèm ký với em nha. 15-16 ký vừa chốt kem mã này giùm em là ngố gấu nha. 15-16 ký vừa ngố gấu giùm em luôn 69 ngàn. Thì nào chốt ngố gấu là ngố gấu giùm em. Ngố gấu nè. Rồi dưa dâu. Chốt kem là ngố dâu luôn, ngố dâu em còn 13-15 kg vừa nha, những bộ ngố cuối cùng mấy chị 13-15 kg vừa, chốt cho em là ngố dâu giùm em.
Thì nào chốt ngố dâu nó ngố dâu giùm em nha, 69.000. Dưa hấu luôn. Dưa hấu em còn 13-15 kg vồ luôn. Thì nào chốt dưa hấu lên dưa hấu giùm em với tình yêu ơi. Mặt trước mặt sau giùm em dưa hấu nha, vải 3D thun lạnh hàng loại 1 giùm em. Thì nào chốt dưa hấu lên dưa hấu. Thì yêu Ngọc không nói gì vậy, anh chốt với chị luôn đi. Rồi chốt chị hai bộ đó đi. Tự như là ngố chuột bao nhiêu ký chốt với chị. Rồi ai chốt anh nào lên mã đó giùm em nha. Ok chốt với chị đi. Ở chùa 2730 chị Ngọc Dung có nha. Chị đó Ngọc Tiền Bùi ơi, bé trắng kèm ký chị ơi. Trắng em, trắng 33 có. Rồi trắng 33 nè anh ơi, 59 ngàn. Có ngố nào 20 kg không? Ngố nào 20 kg em đang lên, hết ngố tình yêu ơi. Ngố vô 26. Ngố vô 26 hết anh ơi, có 1 kg. Rồi có cái này nè. Cái này hàng chính phẩm giùm em nha, đây nè. Cái này size giùm em là 20-22 kg vừa nè tình yêu ơi, chốt ngố đỏ đi. Còn cái em tặng với tình yêu mình 69.000 ha, bằng cái bộ kia luôn á. Chị nào hốt là hốt liền. Chốt cho em là ngố đỏ nha mấy chị nha. 20-22 kg vừa. Cho 26 cho chị Ngọc Dung. 20-22 kg vừa chốt dưa ngố đỏ. Dưa hấu 10 kg không có tình yêu ơi. Trời ơi, dưa hấu em còn 13-15 kg vừa giùm em rồi. Mã này chốt cho em là ngố đỏ 20-22 kg vừa có 1 cái nè. Rồi 69.000 luôn, chị nào chốt thì chốt đi, tặng luôn 69.000. Rồi lên mã gì nữa đây tình yêu ơi. Rồi mã này giùm em nha mấy chế. Rồi mã này giùm em, ai chốt lên cho em là nơ đỏ ha. Ngố đỏ. Ngố đỏ có 1 cái đó. Ngố đỏ có 1 cái là tình yêu ơi, đâu rồi 69.000 cái đâu đó. Ngố đỏ đó chị phòng tiếp. Cái này em còn 11 đến cho em là 15 kg vừa giùm em nè mấy chị. Rồi 26 đến 35 kg nha mấy chị, chốt mã nơ đỏ giùm em luôn 79.000 nha. Chị nào chốt nơ đỏ lên nơ đỏ kèm số ký giùm em 79.000. Em còn size giùm em. Em còn size này giùm em tình yêu ơi, 11 đến 14 kg mấy chị nha. 11 đến 14 giùm em luôn. Rồi 26 đến 35 kg vừa chốt cho em là nơ đỏ kèm số ký giùm em 79.000, mặt trước mặt sau là tình yêu ơi. Màu nào cũng xinh, cái lô này màu nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi ai chốt lên giùm em nha. Từng cái lưng quần lai quần may kỹ càng ghê luôn mấy chị, in hình cũng xinh luôn á. Rồi ai chốt lên giùm em, mặc cái này mấy chị đi cả ngày cũng biết chưa biết bộ đồ mồ hôi lại gì luôn á. Rồi ai chốt lên giùm em nha, nơ đỏ kèm số ký giùm em. Ai chốt nơ đỏ lên nơ đỏ kèm số ký giùm em luôn. Giá giùm em là 79.000 rồi. Cái set này em còn cái sale 99.000. 20 nơ đỏ 18 kg. Ồ, hết 18 anh ơi, màu khác đi. Ăn còn 20. Hơi hết luôn, 20 hết luôn anh ơi. Cây màu khác có đủ đi. Màu khác quay chừng. Chừng nào hết chừng. Hết, hết, hết. Cổng này like là hết rồi. Ở xúc, à đây cổng này, đây. Hết, không, nơi đỏ hết rồi. Nơi đỏ em hết hết tình yêu ơi. Hoa màu khác nha mấy chị nha, đây thôi. Nơi đỏ 26. 26 có. Nào. Nơ đỏ 26 chị Du Duy Ngọc Dung. Ok. Nơ đỏ 33. 33 có luôn. Rồi chị nào chốt nơ đỏ nơ đỏ. Nơ đỏ 33 chị Hồng Tiến. Chị nào không có màu khác em lên màu khác cho. Rồi ai chốt nơ đỏ nơ đỏ, cái set này em còn size 22 23 kg vừa nha, có một set à. 21 đến 23 kg vừa giùm em, mã này chốt cho em là set váy nha, hàng chính phẩm giùm em luôn, sale 99.000. Hàng này nhặt không đẹp không biết nói sao luôn mấy chị, đây giùm em nè. Dễ thương lắm nha, sale 99. Rồi chị nào lấy hốt giùm em luôn. Rồi cái set caro này giùm em. Size này giùm em là 13 đến 15 kg vừa chốt set caro giùm em nha, mặt trước mặt sau nè mấy chị. Rồi 99.000 em, bên trong tất cả đều có quần nha. Chị nào chốt set caro là set caro giùm em 99.000, 13 đến 15 kg vừa giùm em. Rồi lên thêm bé trai nữa nha, kệ em xíu lên mấy gái thêm bé trai cho. Rồi bé trai giùm em nè. Bé trai em có set này tặng luôn cho 99.000 cho nó dễ nè. Rồi size này giùm em là 18. Ô size này giùm em là 18-20 kg vừa nha, chốt cho em là lờ vơi giùm em nha, lờ vơi. Size 18-20 kg vừa, 19-20 kg vừa chốt lờ vơi giùm em luôn nha. Rồi 99.000. Ai chốt lờ vơi lên lờ vơi giùm em 99.000 nha mấy chị, mã 99 lờ vơi giùm em luôn. Lờ vơi 99. Cái gì? Xe váy 99. Xe váy 99 có luôn tình yêu. Xe váy 99 đâu chị ơi, Lily Hoa. Ok luôn, xe váy 99 chị Lily Hoa nè. Đẹp lắm tình yêu ơi, xếp váy màu, cái vải đã lắm mấy chị.
em đảm bảo với mấy chị là những cái này vải đẹp ghê luôn. Rồi màu đen nè, màu đen để còn hết. Trời ơi em không thấy L, cái này sai giùm em mà sai L. Rồi set đen hồi nãy em còn nè mấy chị ơi. Set đen em còn 18 nha mấy chị nha, set đen em còn 18. Ừ. Set đen này em còn sai giùm em là 17, đón cho em 19 kg vừa. Set đen kèm số ký giùm em 99.000 luôn. LV 20kg. Ok, LV luôn 99.000 luôn anh ơi. LV 20kg chị Thanh Lê. Em tặng cho mấy chị hết luôn nha. Khó đâu. Nó không có số 8 chị Lê Trinh ơi. Chị Lê Trinh có một khác giùm em chị Lê Trinh. Rồi em hết số 8 rồi. Rồi set này giùm em chốt set đen 99.000 luôn nha. Set đen em còn size 17 đến 19 kg vừa. Chị nào chốt set đen, set đen giùm em tình yêu qua quần nè mấy chị. Rồi xả 99.000 luôn, set đen kèm số ký giùm em của bé trai nha. Bung kèm bung nóc luôn, sale hết luôn á mấy chị. Rồi 99.000, bộ bán 139.000 không á. Rồi ai chốt set đen kèm số ký rồi. Ok, em còn cái 18, 19 ký vừa nha. Ai chốt lên giùm em luôn, 99.000 anh ơi. 99.000 chồng. Cái đây 17 ký chị Thanh Kim. Ok luôn. Rồi cái set này chốt gu xì. Cái này cho hay cho. Cái này 129.000 giờ em tặng mấy chị. Cái này 159 giờ tặng luôn 119 nha, được không? 119 đi nha, 119.000 giùm em đi. Rồi chốt gu xì giùm em. Gu xì này giùm em là size. Cái chốt đó chị Thanh Lê ơi. Gu xì giùm em luôn, gu xì là 18-20 kg vừa chốt gu xì. 18-20 kg vừa chốt gu xì giùm em 119.000. Ai chốt gu xì lên gu xì giùm em 119.000 giùm em đi, tình yêu quay mã gu xì 119.000. Ai chốt gu xì lên gu xì cho em luôn 119.000 nè. Rồi cái này tặng cho bé gái giùm em luôn mấy chị, cho mỗi người một cái đi. Rồi cái này em tặng mỗi người một cái nha mấy chị nha. Em còn size 10 kg. Em còn size 10 đến cho em là mấy chị ơi, chốt cho em là váy hoa cúc nha 39.000 luôn. Váy hoa cúc 39.000, chốt cho em size 10 đến cho em là 16-17 kg vừa giùm em luôn, tình yêu ơi đây nè. Rồi 39.000 đi mấy chị, cái hoa cúc giùm em là lấp lánh luôn nha, hàng của TH. Cái gì mà nó vú vậy trời. Rồi chốt cho em váy hoa cúc giùm em nha, ai chốt lên giùm em váy hoa cúc luôn, kèm số ký tặng mỗi người cái 39.000. Rồi qua mẫu khác giùm em. Cái gì vậy ta bé trai, đây ngố này. Được. Cái này em còn 29, 30, 17, 18, 31, 33. Rồi size 11. 19, 20 kg vừa đây, cái này có 19, 20 kg này chế ơi. Rồi em còn 17 đến cho em 20 nha, 29 đến 33 kg vừa chốt cho em là ngố cụ 69.000 luôn. Chị nào chốt ngố cụ là ngố cụ kèm số ký giùm em nha mấy tình yêu nha, ngố cụ giùm em 69.000 kèm số ký. Em còn 17 đến 20 tình yêu ơi, 29 đến 33 kg vừa giùm em mã ngố cù. Mặt trước là mấy chị, mặt sau giùm em luôn. Ai chốt ngố cù lên ngố cù giùm em. Kèm số ký nha, 69.000. Anh đói bụng không? Đói bụng thì ăn đi. Rồi ai chốt ngố cù lên ngố cù qua mã này giùm em. Ngố xì 20 kg. Còn đó, ngố xì 20, 119.000 anh ơi, có cái. Ngố xì 20 chị thập phẩm lên. Ok, có con cái tình yêu ơi quá đẹp luôn. Rồi mã này giùm em đó mấy chị. Ngố xì. Có gu xì, có cái gu xì. Rồi mã này chốt cho em là hồng size 11 đến 35 kg vừa nè. Chị nào chốt hồng lên hồng giùm em luôn. 79.000 nha mấy chị nha, hồng nè. Chị nào chốt hồng lên hồng giùm em, hồng kèm số ký giùm em luôn tình yêu ơi. Có cụ 20. Có cụ 20 có luôn anh ơi. Rồi có cụ 20 này chồng mới 69. Có cụ 20 chị Tiết Kiều. Rồi mã này chốt giùm em đi. Cái gì quá. Cái đầm 16 kg chị ạ. À đậm nó lại cho đậm nó lại ok ok. Rồi mấy chị chốt cho em mã này giùm em đi, tình yêu qua đây nè. Mã này chốt cho em là sọc hồng kèm số cưới giùm em nha, sọc hồng. Sọc hồng kèm số ký 79 ngàn giùm em, size 11 đến 35 kg của bao nhiêu anh? 18. Em nói màu nào cũng đẹp, mấy chị chốt mã này đi đẹp ghê luôn á. 22 có luôn. 79 rồi. 18 kg chị Hồng Tiết. 79 ngàn giùm em, tình yêu qua 22 nè, có luôn. Còn 22 chị Như Ý Nguyễn. Rồi ai chốt lên kem hồng kèm số ký giùm em, tình yêu ơi hồng nha. Size giùm em 11 đến 35 kg vừa em, chị nào có hai cái mặt cặp cho em luôn, xinh lắm luôn á luôn, cuối cùng 79 ngàn. 16 kg có luôn. Cái gì vậy anh? Có hồn quá trời. Hồng 16 kg chị Ngọc Hà. Rồi hồng 16 kg chị Ngọc Hà. Rồi ai chốt hồng bên hồng giùm em nha. Ngốt cù 30. Ngốt cù 30 có luôn tình yêu ơi. Ngốt cù 30 chị Ngọc Tiết Bùi. Ok, Ngọc Tiết Bùi nè, 30 chị á. Rồi ai chốt lên kem hồng kèm số ký giùm em nha. Hồng 34. 11 đến 35 kg vừa giùm em có luôn tình yêu ơi, 34 có luôn chứ ơi. Hồng 34 cho chị Ngọc Lan Hương. Ok, chị Ngọc Lan Hương nè.
Like cuối mấy chị nhớ mua đủ đơn giúp em nha. Còn 18kg. Hồng 18kg hả? Có luôn. Còn 18kg chị Su Su. Rồi ok, chị Su Su có luôn. Ai chốt hồng có lên hồng kèm số ký giùm em tình yêu ơi. Size 11-35kg rồi giùm em nha. Chốt hai bé mặt cặp đi tình yêu ơi. Số 4 với số 14 nha. Còn 21. Rồi chị nào chốt hồng anh hồng có luôn anh ơi. Còn 21 chị cà phê đắng 79.000 giúp em rồi. Ai chốt hồng có lên hồng. Ở cái này nhỏ nhất nè. Tình yêu ơi em đang cầm cái này nhỏ nhất thì nhắm bé chị vừa không? Em là em độ 11kg đó. Còn chị nhắn vừa chị lấy giúp em size số 4 và size nhỏ nhất là tình yêu ơi được lấy giùm em nha. Đây nè em đang cầm size nhỏ nhất. Rồi chị nào chốt rồi lên giùm em nha. Hồng kèm số ký giùm em luôn. Rồi còn mấy bộ dài em tặng luôn coi tình yêu ơi. Rồi chị nào chốt hồng lên. Hồng găng nó cao cấp hơn hồng găng lần trước đó chị ơi. Cái này đẹp hơn luôn nha. Cái này đẹp hơn em đảm bảo luôn là đẹp nhất luôn á. Đảm bảo với tình yêu mình rồi qua mẫu giùm em luôn. Sọc hồng 15. Sọc hồng 15 có luôn chứ. Sọc hồng 15 đó chị Miên An. Ok chị Miên An luôn à. Em đảm bảo cao cấp hơn nha mấy chị nha, em đảm bảo cao cấp hơn rồi. Từ từ em tặng cái này cho mấy chị trước đi. Từ từ nha, em tặng cái này trước nha, em tặng cái này cho em lên liền. Còn 35. 11, 12 kg vừa 35 có luôn chọc. Còn 35 đó chị Tina Phúc. Ờ chị Tina Phúc là tên quen quá vậy. Rồi Vũng Tàu quá nè. 11, 12 kg vừa chốt cho em là mã ngố gấu sọc nha. 11, 12 kg vừa ngố gấu sọc, cái này em tặng tri ân thôi cuối la lộn. Cuối năm rồi 11, 12 kg vừa chốt em ngố gấu sọc 49 ngàn. Ngố gấu sọc 49 giùm em luôn. 23, 25 kg vừa chốt cho em là ngố giả riêng giùm em nha. Ngố giả riêng đâu kem lên màu tím luôn. Ngố giả riêng giùm em nè. 23, 25 nha, 59 ngàn. Ai chốt ngố giả riêng nên ngố giả riêng giùm em. 23, 25 kg nha, 59 ngàn. Rồi chị nào hốt là hốt liền tình yêu ơi. Hồng 34 hết anh ơi, còn 33 thôi. Còn 33 chị Hương Kim ơi. 11, 12 kg vừa chốt ngố chuột vàng. 11, 12 kg 49 ngàn luôn. Chị nào chốt ngố chuột vàng nên ngố chuột vàng giùm em 49 ngàn. 31, 33 kg vừa chốt đùi táo 59 ngàn. 31, 33 kg vừa giùm em nha. Đùi táo giùm em luôn. Chị nào chốt đùi táo lên đùi táo giùm em 59 ngàn. Ngố giả duyên. Ngố giả đi 59 ngàn anh ơi. Ngố giả duyên tao chuyện ngon bỏ. Rồi ai chốt anh lại lên mã đó đi. Đợi em xem cái bộ này xem lên hàng cho nha. Chờ em xíu đi. Rồi 11, 12 kg vừa chốt cho em là ngố ngựa luôn. 11, 12 kg vừa ngố ngựa giùm em quần giả riêng luôn nha. Tình yêu ơi 49 ngàn luôn. Thì nào chốt mã nào lên mã đó giùm em nha. Sale dọn kho cho nó hết. Rồi mã này giùm em luôn. 13, 15 kg vừa đùi gấu 49 ngàn. 13, 15 kg vừa giùm em nha. Đùi gấu luôn. Ai chốt đùi gấu lên đùi gấu giùm em. Tình yêu ơi 49 ngàn giùm em đùi gấu nè. 15, 16 kg vừa chốt mã chuối. 15, 16 kg vừa tím chốt. Tím đùi số 4. Chốt mã chuối giùm em cái gì anh? Tím đùi số 4. Tím đùi số 4 mà lấy số 4 cho chị đúng không? Chị lấy số 4 đúng không? Ok. Tím số 4 đó chị ơi. Ủa là hết số 4 rồi anh ơi, hết số 4, hết số 4. Sọc hồng 12 kg. Sọc hồng 12 kg có luôn. Sọc hồng 12 kg cho chị Lam Thanh. Từ từ chị em xíu em lên lại tím cho từ từ. Rồi mã này chốt giùm em từ từ. Đùi gấu 49. Màu tím có số 5 cái gì? Đùi gấu 49. Đùi gấu 49 đó chị Ngọc Hà. Rồi mã này giùm em luôn, mã này chốt cho em là chuối nha. Chuối là 55 ngàn giùm em, biết chứ chuối 55. Chị nào chốt chuối lên chuối cho em 55 ngàn. Mã này chốt cho em là chuối nha, chuối luôn. Rồi cả này chanh giùm em luôn. 15, 16 kg vừa chanh giùm em 55 ngàn nha. Chị nào chốt chanh lên chanh giùm em 55 ngàn giùm em. Rồi chị nào chốt mã nào là mã đó nha tình yêu ơi. Chanh với chuối giùm em, dễ thương quá. Đây là cho mấy số mặt cũng dễ thương, nó trông đi học. Đùi này đẹp luôn. Thế à. Má chặt, con em chắc cũng 80 bộ biết chứ. Rồi màu tím nè, em màu tím luôn. Thế là nó nhổng đầu con đó. Ờ từ từ áo khoác nè mấy chết, từ từ áo khoác cho mấy trai tặng từ từ. Đùi gấu 15 kg. Đùi gấu 15 hết, đùi gấu anh có 1 bộ à. Ờ à, tặng áo khoác mấy trai nha, tặng. Quên, áo khoác mấy trai tặng. Cuối like 49 ngàn đi, tặng mấy người cái hàng 970 kèm của bé gái bán 99 và tặng 49 nha hàng nè. Rồi size này giùm em là 12 nha mấy chị nha, 10 đến 10 giờ. Size này giùm em là 11 đến 13, 14 kg vừa giùm em. 11 đến 13, 14 kg vừa khoác xám 49 ngàn của bé trai. Trai gái mặc được đó tình yêu ơi. Rồi ai chốt khoác xám là xanh Cobalt luôn, xanh 49 ngàn. Chị nào chốt xanh là xanh nha, xanh em còn size 8 đến 14 kg vừa luôn màu xanh nè mấy chị. Anh hai mặt chị nào chốt xanh là xanh giùm em luôn rồi. Sale 49 ngàn tặng đó, chị ơn. Rồi màu khác giùm em màu tím. Màu tím thì nó chết. Màu tím là em còn size từ 13 kg nha mấy chị nha. Chanh cộng chuối 15 kg. Ok, tình yêu ơi 55 ngàn chốt đi chị. Chanh cộng chuối cho chị Đạt Minh. Chị không lấy là em để cho con em á, em nói thiệt luôn á, để cho con em mặc á. Sáng 49. Sáng 49 có luôn.
tặng nó đi mấy chị, cho chống cái sợi này để nghỉ ăn Tết nó mới chơi. Để cho bé chơi xíu ơi. Giá 49 đó chị Mai Thị Nhiên. Rồi chốt cho em, em chốt ba xanh của ba chị Mai Thị Nhiên rẻ thiệt sự luôn. Con lấy lại đây. Rồi tím giùm em đó mấy chị. Sọc tím em còn xanh. 314 kg. Ok luôn, có luôn anh ơi. Nè 49 nè. Ba xanh 14 kg chị Tina Phúc. Ở sáng còn cái nè anh ơi. Sáng em còn cái 10-12 kg nha, chị nào lấy báo em. Sáng còn 10-12 kg. Rồi sọc tím kèm số ký em còn 13 đến cho em 35 kg vô nha. Chị nào chốt sọc tím là sọc tím giùm em đó tình yêu ơi. Mã sọc tím giùm em 79 nha. Ai chốt sọc tím là sọc tím nha. Sọc tím mà em còn 21. Nâu đỏ số 9. Cái gì? Nâu đỏ số 9. Nâu đỏ số 9, từ từ em kiếm nâu đỏ đi chứ ơi, từ từ kèm xíu. Nâu đỏ còn số 10. Số 4. Nâu đỏ có số 9 anh ơi, còn số 10 thôi. Trời, nâu đỏ em còn số ngon. Nó đỏ em còn số 10 thôi, tình yêu hết số 9 rồi chị, lấy rồi báo em nha. Rồi tím cho mấy chị, tím giùm em, ai chốt sọc tím, ai sọc tím size 13 đến 35 kg vừa giùm em nha. 79 ngàn, chị nào chốt lên kem mã sọc tím kèm số ký giùm em luôn. 13 đến 35 kg vừa giùm em nha, mã sọc tím nha mấy chị, ai chốt sọc tím, ai sọc tím giùm em. Sọc tím 23. Rồi ai chốt sọc tím, ai sọc tím nha, tình yêu ơi, sọc tím 23 hả? Từ hết 23 nè, ở đây có nè. Sao vậy? Sọc tím 23 chị Mai Nguyễn. Cái gì? Anh nó phá. Sọc tím gì? Tím 23 rồi đúng không? Đúng rồi, 79 ngàn chồng. Sọc tím 23 chị Mai Nguyễn. Ok, là bao nhiêu? 6-12 kg. 6-12 có luôn rồi, hết 6-49 ngàn chồng. 6-12 chị Xuân Xuân. Ok. Rồi ai chốt lên giùm em đi mấy chứ. Sọc tím 33. Sọc tím 33. Nó đâu con đường nó phá em, con chỉ cho em chơi. Nó rồi 33 có luôn trời ơi. Rồi kìa, chốt sọc tím là sọc tím kèm số ký giùm em nha. 79 ngàn. Sọc tím 33 chị Giao hơn. 79 ngàn giùm em. Size 13 đến 35 ký vừa giùm em nha. Sọc tím 15. 10 tím 15 có luôn kìa. Tím 15 là chị Nghiên An. Ok, chị Nghiên An 15 ký. Rồi kìa, chốt sọc tím là sọc tím giùm em luôn. Rồi còn mấy bộ dài em xả luôn nha. Nâu đỏ 18 ký. Nâu đỏ 18 ký hết, nâu đỏ 18 anh ơi. Con gái 8 ký luôn chị Mai Nguyễn ơi. Cái gì anh nói vậy ạ? Gái 8 ký. Nó đỏ bao nhiêu, nó đỏ nhiêu? Nó đỏ 18. Ngố nó đỏ 18 luôn tình yêu ơi, qua màu khác giùm em được không? Cái này em còn 11 12 kg chốt ngố mon 49 ngàn. 11 12 kg vừa nha, ngố mon 49 ngàn. Mấy cái này em có số 3 là em để cho cháu em mặc, con bán cho mấy xuống đó chị. Nó đẹp mà nó có số nhỏ. Rồi qua màu khác giùm em luôn. Rồi cái này mấy tình yêu ơi, bữa nào chị nào mua đi. Còn con lấy số 5. Đây, à tôi lấy số 5 cho chị. Ok, cảm ơn tình yêu luôn nè, số 5 cho chị nè. Rồi tình yêu ơi, mấy chị mua mấy chị đừng buồn nha, tại vì giờ này cuối năm rồi, em tặng em xả luôn cho mấy chị nha. Ngố môn con cái nè, 49 nè. Chị lấy luôn cái này em, tình yêu em đang sale quá sale nè, đây nè. Vâng, chị Ly Liên Hoa. 11 12 kg vừa ngố thỏ 49 nè. 11 12 kg vừa ngố thỏ 49 ngàn nha, chị nào chốt ngố thỏ là ngố thỏ 49 luôn. Nó đẹp thiệt, nó nhỏ cùng luôn. Rồi ngố ngựa giùm em luôn, 11 12 kg nè tình yêu ơi, 49 ngàn hết luôn á. Chị nào chốt mã này lên mã đó giùm em nha, 49 ngàn ngố ngựa giùm em, 11 12 kg. Rồi em qua em tặng cái mẫu này cho mấy chế, 49 ngàn bộ dài nha tình yêu ơi, dài nha, tặng 49 ngàn, chị nào mua 59 đừng buồn em nha. Thì còn ít giờ em tặng luôn tại cuối năm rồi. Rồi mã này mấy tình yêu chốt cho em là dài cam size 15 16 kg vừa chốt bô rip nha, 49 ngàn. Chị nào chốt dài cam anh dài cam giùm em. 14 15 15 16 kg vừa nha, dài cam. Giá giùm em là 49 ngàn luôn dài cam nè, dài cam. Rồi dài hồng đậm. Ngố thỏ có luôn anh ơi, 49 ngàn. Có thỏ chị bé thì. Rồi 15 16 kg vừa giùm em nha. Dài hồng đậm giùm em luôn, mất đó nó chớp chứ rồi nó chán là nó ghẹo em vậy á. Lên ngủ cái kia. Dài cam 16 kg. Rồi chốt kem dài hồng đậm luôn. Ok, 49 ngàn tặng hết nha. Rồi mã này giùm em dài hồng đậm luôn, 15 16 kg vừa chốt dài hồng đậm giùm em nè chứ ơi. Dài hồng đậm giùm em nha mấy chị nha. 49 ngàn, chị nào chốt dài hồng đậm, dài hồng đậm giùm em. Rồi mã này chốt cho em là dài xanh 16 kg chị Sam Sam. 13, 14, 15 kg vừa dài xanh giùm em luôn. Chị nào chốt dài xanh lên dài xanh giùm em nha mấy chị nha. Dài xanh 13, 14, 15 kg vừa dài xanh giùm em. Chị Mộc tháng qua lên số hội em chị ơi. Dài xanh 49 ngàn giùm em luôn nè mấy chị. Rồi mã này lên số hội em nha, hồng đậm 15 kg. Hồng đậm 15 có luôn anh ơi. 15 kg chị Kim Ngân HT. Rồi 14, 15 kg vừa chốt cho em là dài
dạ dài năm đi, màu này là dài năm đi cho nó dễ mấy chị. Dễ thương hồi nào cũng xinh hết trơn, dài năm 49.000 luôn. Dài năm giùm em ai chốt dài năm. Một tháng lạ lên số phải không chị ơi? 15 ngố ngựa có luôn anh ơi, 49.000. Có vợ chị Ngọc Diễm. Ơ dạ, dài này em còn 10kg luôn nha, dài 7-8kg thôi chị Bích Huyền ơi. Dài này hết 7-8kg còn màu gì đâu. Rồi dài này giùm em luôn nha, dài này giùm em luôn nè, em còn 10kg luôn, chốt mãi dài 10kg giùm em, dài 10kg giùm em nè, tình yêu ơi, dài 10kg. Dài năm 15kg. 49.000 dài năm 15, còn em còn dài 10kg luôn nha, chị nào chốt dài 10kg là dài 10kg. Cái gì anh? Dài năm năm 49 ngàn. Dài năm đó chị Sam Sam. Dài 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 6 thì em 15 16 ký mượn luôn. Dài cam 14 ký ha. Hết dài cam anh ơi, hết dài cam rồi. Rồi dài 6 15 16 ký vừa, dài 6 giùm em, dài vàng. Dài vàng 15 16 ký vừa, chốt dài vàng 49 ngàn luôn. Ai chốt dài vàng lên dài vàng giùm em nha, em lên mẫu dài này hết mấy chị xem qua. Lộn lên đất à. Dài vàng giùm em ai. Dài 10 ký. Ok, dài 10 ký luôn anh ơi. Đây 49 ngàn giùm em. Mấy chị sản phẩm tiếp lên. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. Từ từ nha em coi cái dài xanh 15kg. Dài xanh 15kg ok luôn anh ơi. Dài xanh 15kg có luôn chứ ơi. Dài xanh 15kg. Dài xanh 15kg chị Nhiên An. Ok rồi mã này giùm em. Dài 5 hết anh ơi. Còn dài 6. Em còn dài 6 nha. 15-16kg vừa dài vàng. Dài vàng 49. Dài vàng 49 ok luôn. Dài vàng 49 đó chị Ngọc Hà. Rồi 49 em còn cái này nha. Chốt em dài 6 luôn. 15-16kg vừa màu này. Rồi mã này giùm em đi. Không em bé thì hợp. Mã này em còn 29-30 giùm em nè. 16-17 12kg giùm em. 31 rồi đi luôn em xếp đầu lên. 31-35kg rồi mấy chị dài chốt cho em là dài caro, dài gì? Dài 10kg hết anh ơi. Rồi chốt mã dài caro giùm em. Dài 6. Có gì? Dài 6. Dài 6 có luôn rồi, hết dài luôn anh ơi. 49 ngàn tặng cho mấy chị cái hết luôn. Không có, không có mấy đâu về quại đâu, mít, mít. Rồi chốt dài caro em tặng mấy chị hôm nay 79 ngàn nha. Chị nào chốt dài caro, dài caro kèm số cưới cái này vải thun lạnh 3D giùm em nha. Mặt trước, mặt sau nè mấy chị. Rồi chốt mãi dài caro kèm số cưới giùm em. Còn ai có bé trai em quên, nó vừa quên là bé trai em. Dài 6 ơi chị, em xa xa. Rồi chốt cho em dài caro nha. Em còn size 12. 12 kg nha mấy chị, 31-35, 15-16 kg vừa, 29-30 kg nha. Rồi chị nào chốt lên giùm em luôn dài caro. Dài caro nè tình yêu ơi. Rồi dài nè, dài cua cái. Dài 5 cho chị ơi, mấy tiểu rồi. Dài 5 là cái màu nào thôi. Dài 5 là hết luôn. Không chị ơi. Dài 5 là cái màu hình con chuột xanh, em mới dục da luôn mà số 5 anh. Con chuột màu xanh dương á anh. Còn cái nữa nè. 15-16kg vừa chốt dài thỏ 49 ngàn luôn. 15-16kg vừa giùm em nha. Cái này 16-17kg cũng ok luôn mấy chị. Rồi 15-16-17kg vừa chốt dài thỏ giùm em nha. 15-16kg vừa dài thỏ giùm em. Chốt dài thỏ lên dài thỏ giùm em đi tình yêu ơi. Dài thỏ anh coi có dưới chân anh có không rồi phải không? Không phải. Rồi dài thỏ giùm em nha tình yêu ơi. 49 ngàn. Ai chốt dài thỏ lên dài thỏ giùm em luôn. Dài vàng. Dài vàng hết anh ơi. Dài 28kg hết. Dài cao vô 18kg. Dài cao vô 18kg hết luôn. Còn 16kg thôi, 18 luôn tình yêu ơi. 15-16kg vừa Batman của bé trai 19 ngàn cho em đi. Chốt mã Batman nha. 19 ngàn, 15-16kg vừa bộ của bé trai luôn. 19 ngàn. Ai chốt Batman lên Batman giùm em 19 ngàn tình yêu ơi. Dài thỏ 16. Dài thỏ 16kg ok anh ơi. Đây nè. Rồi 49 ngàn. Rồi chốt mã này giùm em là dài mè, em nó hết dài. Dài thỏ 16kg thì Sam Sam. Ừ, có váy này hoài lên.